Hello, xin chào 500 anh em. Vậy là cuối cùng thì VinFast cũng đã chính thức công bố 3 dòng xe có thể ra mắt trong năm 2021, trong đó có cả những phiên bản xe chạy điện. Đây là một trong những thông tin rất vui đối với ngành công nghiệp chế tạo ô tô của Việt Nam, và tôi cho rằng đây là một trong những bước đi lịch sử. Bên cạnh đó thì trong tuần vừa qua, Mitsubishi đã ra thông báo triệu hồi hơn 9.000 xe Outlander và Xpander. Lần triệu hồi này để kiểm tra chi tiết bơm xăng vì có rất nhiều chiếc xe được bán ra gặp trường hợp không nổ được động cơ trong quá trình vận hành. Vậy thông tin cụ thể như thế nào thì trong bản tin chính ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em nha. Honda Brio ế ẩm và thê thảm ở tại thị trường Việt Nam, nhưng lại là một trong những mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc xe đô thị hạng A tại Indonesia. Và có bao giờ anh em tự hỏi rằng là quốc gia nào ở Đông Nam Á bán cho Việt Nam nhiều xe nhất hay không? Thì câu trả lời đó nó sẽ có trong bản tin news số 01 của Auto Việt Nam, và mình là Trí Trần. Vậy là trong thời gian sắp tới, chúng ta có thể đón nhận những mẫu xe mới của VinFast, trong đó có cả những mẫu xe chạy điện. Cụ thể với những cái tên được đặt theo mã là VF, viết tắt của từ VinFast, trong đó có VinFast 31, VinFast 32 và VinFast 33. Trong đó có VinFast 31 là dòng xe SUV cỡ vừa, phân khúc hạng C và chỉ có một phiên bản là xe chạy điện. VinFast 32 là xe SUV cỡ trung, phân khúc hạng D. Và cuối cùng đó là VinFast 33 là xe SUV cỡ lớn, phân khúc hạng E. VinFast 32 và VinFast 33 mỗi xe đều có hai phiên bản chạy xăng và điện. Cả ba dòng xe đều sở hữu tính năng tự hành cấp độ 2 và 3 với 30 tính năng thông minh chia làm 7 nhóm với những tính năng nổi bật như sau: hệ thống trợ lực lái thông minh, kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo va chạm đa điểm, hệ thống giảm thiểu và va chạm toàn diện, hệ thống đỗ xe tự động thông minh và hệ thống giám sát người lái. Về độ an toàn, cả ba dòng xe đều đạt được các tiêu chuẩn an toàn cao nhất của thế giới, được đánh giá từ cơ quan an toàn giao thông cao tốc quốc gia của Mỹ, chứng nhận hạng 5 sao. Ngoài ra, chương trình đánh giá xe mới của châu Âu Euro NCAP cũng chứng nhận cho các xe đạt được hạng 5 sao. Cá nhân tôi cho rằng đây là một trong những bước đi lịch sử của VinFast, bởi vì chỉ mới có 3 năm thôi mà hãng xe của Việt Nam đã tung ra thị trường tới 5 dòng xe rồi, trong đó có cả những dòng xe điện. Phải nói rằng là thần tốc. Anh em cứ thử tưởng tượng rằng là sản xuất một cái ô tô ấy, nó có hàng ngàn những cái chi tiết khác nhau. Lắp ráp một cái ô tô mà chỉ bằng tay thì có mà đến mùa quýt. VinFast nó có cả một cái tổ hợp nhà máy hiện đại ngang tầm với các hãng xe lớn ở trên thế giới. Bên cạnh đó, những cái bộ óc thiên tài ở trong nước và ngoài nước thì giúp sức hỗ trợ, giúp cho cái việc sản xuất và thử nghiệm xe luôn luôn được đẩy lên một cách nhanh chóng nhất. Hy vọng những chiếc xe mới của VinFast sẽ có một cái mức giá bán hợp lý để người nhà trên mảnh đất chữ S sẽ có xe ô tô để đi. Theo yêu cầu của hãng mẹ Mitsubishi Nhật Bản, Mitsubishi Việt Nam quyết định thực hiện chiến dịch triệu hồi với những xe có khả năng gặp lỗi bơm xăng để khắc phục bằng cách thay thế bơm xăng cải tiến. Ở tại thị trường Indonesia thì Xpander cũng đã từng triệu hồi để thay thế bơm xăng mới. Mitsubishi cho biết Việt Nam là thị trường đầu tiên thực hiện đợt triệu hồi mới nhất của mẫu xe Xpander. Theo thông tin đến từ phía Mitsubishi Việt Nam, với bơm xăng cũ, lỗi bơm xăng có thể xảy ra khiến thiết bị này có thể ngưng hoạt động, dẫn đến xe bị chết máy và không khởi động được. Có tổng cộng 3.969 chiếc xe Xpander được triệu hồi lần này với thời gian sản xuất từ 21 tháng 8 năm 2019 đến 20 tháng 9 năm 2019. Lô xe là bản nhập khẩu tại Indonesia. Bên cạnh đó, tổng cộng có 5.370 chiếc Outlander được triệu hồi có thời gian sản xuất từ 15 tháng 1 năm 2018 đến 21 tháng 7 năm 2019. Và đây là những xe lắp ráp ở tại thị trường Việt Nam. Triệu hồi xe là việc không phải hiếm gặp ở trên thế giới cũng như ở tại Việt Nam. Cái quan trọng nhất là nhà sản xuất phải có những động thái mạnh mẽ, nhanh chóng và quyết liệt trong vấn đề này hay không, hay lại bưng bít và giấu giếm, đá quả bóng đó cho người tiêu dùng. Ví dụ, đã có những hãng xe biết là xe mình chảy dầu nhưng vẫn kiên quyết chây lì, không chịu sửa chữa bồi thường cho khách hàng. Ô tô là sản phẩm có cấu trúc phức tạp với hàng ngàn linh kiện và chi tiết tạo thành, bởi lẽ vậy không thể tránh khỏi việc xe gặp lỗi. Với trường hợp xe bị lỗi bơm xăng của Mitsubishi Xpander và Outlander, tôi cho rằng anh em cũng không nên quá lo ngại, vì lỗi này cũng không ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn của người sử dụng. Như vậy là anh em nào đang đi hai dòng xe trên có thể đưa xe đến các đại lý ủy quyền trên toàn quốc để thực hiện kiểm tra và thay thế bơm xăng mới. Chiến dịch thay thế miễn phí này kéo dài từ ngày 18 tháng 1 năm 2021 đến ngày 17 tháng 1 năm 2023. Vậy anh em nào đang sở hữu hai mẫu xe này thì nhanh chân lên nhá.
Năm 2020, Honda bán được tổng cộng 43.021 chiếc xe Brio cho khách hàng tại Indonesia. Trong khi đó, ở tại thị trường Việt Nam, con số ấy không bằng số lẻ của thị trường nước bạn với chỉ vẻn vẹn 2.906 xe được bán ra. Với doanh số này, Honda Brio chiếm tới 74,7% thị phần của phân khúc xe đô thị ở tại Indonesia. Ngoài ra, chiếc xe này còn đóng góp lên tới 54% cho tổng doanh số của hãng Honda ở tại thị trường này trong năm qua. Như vậy, Honda Brio ở tại Indonesia bán chạy gấp khoảng 14 lần so với ở Việt Nam. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2012, trong vòng 8 năm qua, Honda đã bán được 376.304 chiếc Brio cho người Indonesia, một con số khủng khiếp và đáng mơ ước đối với bất kỳ dòng xe nào. Lý do mà mẫu xe Honda Brio bán chạy đến như vậy, tôi cho rằng nó đến từ hành vi tiêu dùng của người Indonesia đã bị thay đổi do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Bởi lẽ vậy, trong năm 2020, ông nào cũng phải tiết kiệm tiền để cố gắng sinh tồn cho năm 2021 khi mà đại dịch chưa có dấu hiệu kết thúc. Chính vì lẽ thế, xe giá rẻ và tiết kiệm vẫn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng trong thời điểm này. Việc thứ hai đến từ các đô thị càng ngày càng đông đúc và ùn tắc. Việc sở hữu một chiếc xe nhỏ gọn có rất nhiều ưu thế để di chuyển linh hoạt ở trong phố, khiến cho những người trẻ làm việc ở các công ty, công sở hay các gia đình trẻ sống ở các chung cư có mật độ dân cư cao đều có xu hướng lựa chọn những dòng xe cỡ nhỏ, rộng rãi, tiết kiệm như là Honda Brio. Hiện nay ở tại thị trường Việt Nam, VinFast Fadil đang là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc xe đô thị ở Nga. Đứng thứ hai là Hyundai Grand i10, Honda Brio đứng thứ tư trong tổng 6 chiếc xe có mặt ở tại thị trường Việt Nam, đứng trên Suzuki Celerio và Toyota Wigo. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12 năm 2020, Việt Nam nhập khẩu 12.690 chiếc xe ô tô nguyên chiếc từ các thị trường với giá trị lên tới 308 triệu đô la Mỹ. Trong đó, Thái Lan là quốc gia cung cấp nhiều ô tô vào Việt Nam nhất với 52.674 xe, tiếp đến là Indonesia với 35.043 xe và cuối cùng là Trung Quốc với 7.420 xe. Tuy vậy thì các dòng xe nhập khẩu từ Indonesia đều có mức giá bán trung bình chỉ khoảng 12.500 đô la, tương đương với 228 triệu đồng khi về Việt Nam, thấp hơn so với nhập khẩu từ Thái Lan với mức giá trung bình khoảng 20.300 đô la, tương đương với 468 triệu đồng. Như vậy có thể kết luận Thái Lan vẫn là nước xuất khẩu ô tô nhiều nhất vào tại thị trường Việt Nam, đứng thứ hai là Indonesia. Tuy nhiên mức giá của xe Thái Lan lại cao hơn so với xe nhập khẩu từ Indonesia khi về Việt Nam. Người Việt Nam yêu thích sử dụng xe nhập khẩu của các nước Đông Nam Á, trong đó đến từ Thái Lan và Indonesia là câu chuyện hết sức bình thường trong bao nhiêu năm qua. Tuy nhiên, việc mỗi năm chúng ta phải bỏ ra hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la để nhập khẩu xe ô tô, tôi cho rằng chúng ta nên khuyến khích sử dụng hàng tiêu dùng trong nước để người lao động có công ăn việc làm, phát triển kinh tế xã hội thay vì cứ kiếm đô la để mua hàng nước bạn. Vừa rồi là bản tin news số 01 của Auto Việt Nam. Ở cuối video thì mình xin được gửi gắm tới anh em video clip về chiếc xe BMW iX. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.